Hả? Đã đến giờ vào học rồi đó. Ta còn chưa kịp ăn sáng gì cả. Thôi để cố học xong rồi chúng ta đi ăn sau cũng được. Đi nào. Liệu có Ami và Gio đến trường đi học không nhỉ? Biết đâu bất ngờ. Hả? Ơ, họ không đến trường à. Gio thì có thể có lý do, nhưng mà Ami chưa bao giờ nghỉ học cả. Ờ ha, Ami không có chuyện nghỉ một buổi học. Tôi nhận ra rồi, Ami thường xuyên đi bằng xe hơi, có người đưa đón. Bây giờ thì cậu ta không có tài xế ở bên cạnh, nên không biết đường đến trường ở đâu cả. Ôi không, hình như là mình phải đi hình tròn vậy phải. Đường ở ngoài ở đâu nhỉ? Cứu tôi với, tôi bị lạc rồi. Ôi không, mà không muốn phải nghỉ học đâu. Ami, cậu đi lạc à? Hay là nghỉ một bữa đi, tôi không nghỉ vào hôm nay. Gio, nhưng mà tao không có nghỉ đâu. Cậu đi đâu đó? Ồ, mấy giờ cả nó phải lớp rồi à? Hả? Hả? Là Candy kìa. Candy? Ồ, đúng rồi. Mình đã nhớ ra, Candy của nàng trên tóc 100 mà. Ồ, ở đây có vài người quen. Chào Yaki. Chào Erika nha. Hả? Candy, lại cậu nữa rồi. Này Candy, cậu hạng bao nhiêu thế? Tôi sẽ không bất ngờ nếu như cậu hạng 11 đâu. Cậu đừng tăng bốc tới như thế. Do tới tham gia trò chơi này khá trễ hơn một số người, nên tôi mới hạng 49 thôi. 49 là hơn nhiều người lắm luôn rồi đó. Phải đó Yaki, tôi mới có hạng 78 và karaoke hạng 95 thôi. Ồ, hai người này là bạn của các cậu hả? Xin chào, tôi tên là Candy, rất vui được làm quen với các cậu. Chào nhé, thế là Kai, là một người thợ rèn giáp. À đúng rồi, Candy, cậu vào nhóm của mình tới nhé. Cậu nhóm của mình tới hiện tại là khoảng 4 người thôi, còn đặt thêm một vị trí đó, cậu vào nhé. Ồ, phải rồi, Candy, cậu vào nhóm của mình tới là chúng ta sẽ mạnh hơn bao giờ hết đó. À, xin lỗi các cậu nhé, tớ có nhóm đầy đủ rồi nên không thể nào vào nhóm các cậu được. À, chỉ có mình tới lên trường học thôi, còn bốn đứa kia không đi học. Ui, tiếc quá đi mất. Hả, ở ngoài cửa người đang đến đây. Hình như là Mr. Crow các cậu à. Vậy sao? Tới về chỗ đây. Chào cả lớp. Xin được giới thiệu. Tôi là Mr. Crow, giáo viên đảm nhiệm môn toán. Lại là toán nữa. Được rồi cả lớp. Hôm nay sẽ không có bài kiểm tra một tiết, nhưng tôi sẽ kiểm tra miệng ngay tại chỗ. Tôi sẽ đưa ra một câu hỏi ngẫu nhiên và các em phải trả lời điểm số cao hay thấp là dựa vào độ trả lời chính xác và nhanh hay chậm của các em nhé. Cho nên, hãy thật là chú ý. Và chủ đề đó chính là tính nhẩm. Hả? Tính nhẩm sao mà làm được? Thà kiểm tra trên giấy còn hơn. Khoan đã, không phải Candy là thiên tài toán học tính nhẩm rất là giỏi sao? Tôi sẽ anti Candy bởi vì thầy thiên vị. Nè, bớt anti xàm đi. Được rồi, nếu như các em thấy khó quá thì tôi sẽ cho phép các em sử dụng máy tính để tính đấy. Thật sao ạ? Wow, mình sẽ 10 điểm chắc rồi. Chết chưa Candy, chuẩn bị điểm thấp hơn tôi nè. Ờ, thế thì tốt cho cậu quá. Hy vọng là cậu xin cao hơn tớ với máy tính nhé. Hả, tên này đã nắm móc mình sao? Được rồi, các em đã sẵn sàng chưa? Dubai đứng lên cho tôi biết. 12 x 12 bằng bao nhiêu? Dễ thôi, có máy tính mà. 12 x cho 12 bằng 144 ạ. Chính xác, nhưng mà trả lời quá chậm. 4 điểm. Hả? Trả lời chính xác ra mà vẫn 4 điểm sao? Xem ra là vừa có máy tính, nhưng mà trả lời chậm thì vẫn bị điện thất như thường. Vậy có ai xài máy tính hãy nhớ bấm nhanh lên nhé. Erika, 123 cộng 123 cộng 123 bằng bao nhiêu? Hả? Thưa Mr. Garrett, là bằng 369 ạ. Chính xác, Erika, 7 điểm. Yeah, điểm trên trung bình rồi. Wow, gọi máy tính nhanh đó. Meme, nói cho tôi biết, 1.500.000 nhân cho 10 bằng bao nhiêu? Hả? Số dài như thế sẽ gõ kịp được. 1.500.000 nhân cho 10 bằng. Thời gian trả lời quá lâu. Meme, 0 điểm. Cậu hơi dựa dẫm vào máy tính quá rồi đó Meme à. 1.500.000 nhân cho 10 thì gõ chỉ cần thêm số 0 vào đằng sau, có nghĩa là 15 triệu là xong. Tức thật, tất cả là chỉ đại tên Candy mà kiến thức anti. Khai, cho tôi biết 1234 trừ 4321 bằng bao nhiêu? Cái này mày học ở đâu đó thì phải 3087. Gần đúng, em đã thiếu dấu trừ ở đằng trước, cho nên Kai
6 điểm. Karaoke 22 nhân cho 22 bao nhiêu? Là bằng 484 ạ. Chính xác, 8 điểm. Candy 1.285.000 trừ cho 397.333 bằng bao nhiêu? Thưa Mr. Carrot, là bằng 887.667 ạ. Tốt, Candy 10 điểm. Jackie 30.000 chia cho 50 bằng bao nhiêu? Mà cái máy tính đâu rồi nhỉ? 30 chia 5 bằng 6, vậy tức là 30.000 chia 5 là bằng 6.000. Mình giỏi quá, mình là thằng nào tán học. Sai bét, tôi nói là 30.000 chia cho 50 chứ không phải là chia cho 5. Jackie 4 điểm. Mình nhầm. Tức thật. Được rồi, người tiếp theo 5 điểm, 4 điểm, 7 điểm, 3 điểm. Vậy là đã kiểm tra bài xong. Cả lớp có khoảng 5 học sinh dưới trung bình và còn lại là trên trung bình. Ôi xui quá, mới nghèo đã bị phạt rồi. Thưa Mr. Garrot, vậy hình phạt và phần thưởng là thế nào ạ? Chỉ duy nhất Candy là người được thưởng ngày hôm nay vì em có 10 điểm. Phần thưởng của em đó chính là Candy, em được phép nghỉ vào tối nay, không phải tham gia trò chơi cho đến 3 giờ sáng hôm sau. Wow, cậu sướng thế. Không có gì đâu, chẳng qua là tới gặp may thôi. Và hình phạt đó chính là mỗi học sinh có hình phạt khác nhau. Về em Yaki, em sẽ bị phạt phải đi vào một ngôi đền bỏ hoang. Tại đó, tôi có giấu một cái lá bùa. Nhiệm vụ của các em là tìm được nó trước 3 giờ sáng. Nếu thất bại và hết thời gian thì em sẽ bị loại ngay lập tức. Hả? Đền gì cơ? Có ma không vậy? Vậy nhá, đã hết giờ học. Hẹn gặp lại các em vào ngày mai. Nếu như các em đến trường. Thế là tối nay chúng ta sẽ vào ngôi đền bỏ hoang cùng Yaki sao? Tôi sợ mấy không gian nói lắm, vì nó không có đèn gì cả. Cậu không cần phải vào đó đâu, tớ và Karaoke sẽ vào đó giúp Yaki, được chứ? Sao lại có tôi nữa? Thôi được rồi, đã hết giờ học. Đại lúc tôi phải được ở đây. Hẹn lại các cậu nhé. Sao cậu đi sớm hết Candy? Không phải là ăn sáng cùng với tớ à? Xin lỗi nhé, tớ có hẹn với nhóm của tớ để bàn bạc cho kế hoạch tối nay rồi. Chúc các cậu ăn ngon miệng. Tạm biệt. Cậu ta đi rồi. Thôi, chúng ta xuống căng tay ăn sáng nè các cậu. Ta đói rồi. Đi thôi. Hả? Chúng ta xuống căng tin rồi mà không thấy Zio và Amir ở đâu. Có lẽ là họ đang ăn ở trường khác rồi. Đây là món gì thấy Zio? Không biết nữa. Có phải là trứng vịt luộc thì phải. Ăn thôi. Trứng vịt luộc này có hơi... có vị là lạ. Nói cậu, chiều nay hãy gặp tớ ở ngay cây cầu hồi sáng nhé. Hả? Sao gặp nhau ở đó? Cậu có chuyện gì à? Bí mật. Thôi, ta ăn xong rồi. Tạm biệt, chị đi gặp lại nhé. Có chuyện gì vậy ta? Ô, Kai kìa. Mọi người đến lúc lắm. Lại đi. Có chuyện gì thế Kai? Ồ, đây là những bộ giáp. Cậu định cho bọn tớ mặc à? Đúng thế, đây là sản phẩm cuối cùng của tớ tạo ra. Một bộ giáp siêu cứng có thể chống lại được những cái thứ bên ngoài tác động vào. Các cậu hãy mặc vào đi. Ok. Ê khoan, không phải mặc như thế. Hả? Chứ mặc sao? Tớ đã thiết kế bộ giáp mỏng như vải lụa, nhưng siêu bền và chắc chắn. Các cậu hãy mặc là ở trong ý, để lộ ra ngoài. Ok, tớ bỏ vào trong rồi nè. Tớ có vừa thay đồ xong. Công nhận bộ giáp này rất là nhẹ luôn đó. Được rồi, bây giờ ta sẽ test thử độ bền của kiếm cho cậu xem nhé. Cậu làm gì thế? Sao lại test lên người của tớ? Chết tôi rồi. Khoan đã, mình chẳng bị gì cả, không sao luôn. Hay lắm, vậy là giáp của tớ đây làm rất là tốt. Tớ thành công rồi. Trời đất, cậu lại tới đây làm thí nghiệm mà. Lỡ thất bại thì sao? Vậy là bộ giáp của Kai sẽ khiến cho chúng ta bất tử hả? Không đâu, nó chỉ tạm thời giúp cho các cậu tránh bị tấn công bất ngờ bởi súng đạn hoặc là vũ khí cận chiến. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng nó sẽ không đỡ được kiếm của ma cà rồng, răng của ma sói và vũ khí có thể săn đâu. Nên các cậu hãy dùng cho cẩn thận vào nhé. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu nhé. Ui, vừa định bỏ hang đi sao? Trông đáng sợ quá. Erika, nói là cậu sợ thì không gào cũng được. Cậu đứng ngoài này chờ bọn tớ vào trong kinh tìm kiếm lá bùa nhé. Nếu có chuyện gì thì cậu hãy kêu lên, bọn tớ sẽ chạy ra ngoài nhanh nhất có thể. Hãy cậu hãy nhanh lên nhé.
Tao sẽ đứng ở đây. Được rồi Kai, karaoke, chúng ta phải trong thôi. Vậy chúng ta chia ra nhé. Cậu ở trong đền đi Yaki, tao sẽ qua bên phải, còn karaoke sẽ ra bên trái. Ừ, vào thôi, ở đây là có ma mà sợ chứ. Khoan đã, tao không ở chung à. Ôi không. Ở đây có gì không? Chẳng có gì cả. Ui, sao mà tối thế này? Cái này pin đâu rồi? Này đáng sợ quá. Tối quá. Mặc dù mình cầm đèn pin, nhưng mà mình vẫn chẳng thấy gì cả. Đi tìm cái lá bùa hả? Biết ai đâu có lá bùa đây? Lá bùa hình gì nhỉ? Trời ơi, ở đây không có. Ở đây không có. Nó nhiều quá. Không biết tiệm đến đó bao giờ nhỉ? Ở ngoài này một mình cũng sợ quá. Để có kẻ nào đi ngang qua tấn công mình thì sao? Hay là mình vào trong vậy? Chắc là không sao đâu. Thôi thôi thôi, sợ quá. Phải chờ đến bây giờ đây. Yaki, nghe lên nhé. Thế gì thế? Một đàn sói ở tầng xa. Phải trốn thôi, phải trốn thôi. Chúng đi hết rồi thì phải. May quá, hú hồn. May là bọn chúng không phát hiện ra mình. Sao mấy người kia lâu quá nhỉ? Đã nửa tiếng trôi qua rồi cơ mà. Erika. Hả? Erika, con làm gì đứng trước một ngôi đền vậy? Con bị phạt à? Ô, các cậu, Zio, Ami và cả Justin nữa. Cậu vào top 100 hồi nào thế? Chờ tớ mới biết đó. Vô, vào. Tớ gặp may mắn thôi. Vì tới hạng 89 lận, khá là thấp. Nhưng mà tớ sẽ cố gắng để thăng hạng nhiều hơn nữa. Sao cậu lại có một mình thế? Cậu không có nhóm mà Erika. À, tớ có chứ. Tớ còn nhóm với Erika và Kai và một người bạn nữa đó. Nhưng mà Yaki đã bị phạt nên họ vào giúp Yaki rồi. Tớ thì không dám vào trong do bên trong nó tối quá tớ sợ. Cho nên tớ đứng ở ngoài này. Ôi, các cậu ấy có lẽ vẫn chưa tìm xong nhỉ? Hay là nhóm chúng ta vào giúp họ đi. Zio, cậu thấy thế nào? Đêm nay chúng ta vẫn rảnh mà. Đi thôi. Khoan đã, sao tay chân của tớ làm di chuyển này? Hả? Gì thế? Erika, cẩn thận đó. Hú hồn. Tí nữa thì. Erika, cậu có sao chứ? Justin, cậu lại làm gì thế? Đừng hỏi tớ, tớ cũng không biết nữa. Cơ thể của tớ tự động di chuyển và trong đầu của tớ có ý nghĩ là sẽ tấn công cậu ta. Khoan đã, tôi đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Alo, xin lưu ý, các nhóm không được tự ý hợp tác hoặc là làm đồng minh với nhau. Nếu không, thì tôi xin điều khiển ý chí của các em để tấn công lẫn nhau. Như thế sẽ giúp cho trò chơi không bị rơi vào thế một chiều. Ôi không, thì ra là như vậy, mình nhớ ra rồi. Ôi không, tay chân của tớ đã hành động theo vô thức. Tớ không thấy, tớ không thể nào dừng lại được. Kích hoạt lọt kỹ năng bụi hoa hồng. Không thể nào cái này được ý nghĩa của mình. Thì Erika, hãy chạy ra khác đi. Không được, cơ thể của tớ không như phát chạy. Với lại, ba người trong nhóm của tớ đều đã ở bên trong. Ôi không, chúng ta phải như đâu với nhà thật sao? Shop Yaki .vn, shop bán Acroblock giá rẻ uy tín chất lượng chỉ từ 19k. Hiện đây có sự kiện đổi cho 9k, trúng ngay 19.999 Robux. Ngoài ra, còn có sự kiện nhận miễn phí Robux khi đăng nhập nữa. Hãy nhanh chân và hưởng bằng may nhé. Mình sẽ để lại link dưới phần mô tả.
1.500.000 sub tham quan nhà của Ami, 1.100.000 sub Erika tóc dài suốt một phần. Kênh của Jackie Nói 2 đã đến một mốc nào đó thì mình sẽ thực hiện theo cái bản này. Đặc biệt, Jackie sẽ tặng hội viên free số lượng lớn nếu đạt 1.250.000 sub và lần thứ hai là vào khoảng 1.450.000 sub. Ok, mong các bạn sẽ tiếp tục đăng ký kênh của mình. Cảm ơn các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã cho 7.000 like ở video lần trước nhé. Và lần này như đã hứa là mình sẽ tiếp tục spoil cho các bạn một ít thông tin về series mới. Các bạn đã sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. Hình như ta đã thấy con người là tím, đen, vàng. Còn ai nó không nhỉ? Có thể là chấm hỏi. Ok, vậy là xong, mình chỉ spoil đến đây thôi. Các bạn muốn biết thêm thì hãy chờ đến series mới vào dịp Tết 2024 nhé. Nếu như video này được 7.000 like thì mình sẽ spoil tiếp vào tập sau. Tạm biệt mọi người. Tấn công nói nào. Ôi, hay. À. Cũng may là mình vừa kịp lúc. Nè nè cậu ơi, ngồi lại giúp tớ với. Hả? Đi cứ Erika ở ngoài đó, có chuyện gì thế? Cứu ta. Bây giờ cứu có Erika ở ngoài. Phải hành động thôi. Hả? Biết con gì thế? Nghe như Erika vậy. Hãy nhận lấy nè. Ha. Erika, cẩn thận đó. Hử, ôi da, đau quá. Gai hoa hồng đau quá. Karaoke, cậu có sao chứ? Có rất là nhiều sao luôn nè. Để bắt cậu ấy hủy phép thuật hoa hồng đi. Hả? Mà không thể nào tấn công được Ami. Khoan đã, tay các bạn đang tự cử động. Không, mà không muốn ném vào cậu ta đâu. Bảo muốn cậu ở đây. Khai, cảm ơn nha. Nhưng chúng ta phải làm sao ở đây? Biết thật cái đó đang bắt chúng ta đánh nhau với những người bạn của chúng ta. Tôi có ý này. Một là chúng ta phòng thủ để cho Jackie có thời gian làm hình phạt. Hai là rời khỏi đây càng xa càng tốt để tránh xảy ra xung đột. Chuyện gì thế? Không thể nào loại được hắn. Ủa, sao cậu mặc bộ giáp nhanh quá vậy? Ta sẽ giữ chân Zio lại cho, vì cậu ta là người nguy hiểm nhất. Erika, Karaoke, hãy làm những người còn lại nhé. Ta cản Ami lại cho. Hết được rồi. Cây cổ thụ, hãy mọc lên. Không được, ta sẽ ngăn nó lại. Không, nếu mầm cây cổ thụ của ta. Thôi chết, xin lỗi nhé Ami, tôi sẽ đợi cho cậu cái khác. Một lớn lên nữa nào. Hả? Ôi trời ơi, cái cây này cao quá. Mà nó có tác dụng gì vậy? Kỹ năng mới của tôi đó, tôi đã nâng cấp thêm một người nữa là Karaoke. Hả? Lá rụng. Hả? Ôi. Là gì vậy? Ui, thực sự mấy cái này là lá cây sao? Nó là máy cục tạ thì có. Hả? Cậu không được nói trên lá là máy cục tạ. Tôi thấy cậu biết tay. À, tôi xin lỗi mà. À, cái gì thế? Chơi hên gian. Bọn nó hai sao tôi đánh lại rồi chứ? Bây giờ cậu là bia tập đánh bóng của tớ. Thì nãy giờ chẳng thấy gì cả. Nè, các cậu thấy không chưa vậy? Khai, Karaoke. Hả? Sao không có trả lời? Các cậu có nghe gì không? Hả? Sao nhiều âm thanh ở bên ngoài thế? Có chuyện gì ở bên ngoài à? Erika đã ở ngoài được phải? Mình phải ra ngoài xem thế nào đã. Nè mọi người, có chuyện gì ở ngoài thế? Hả? Trời đất, sao ở ngoài lộn xộn như thế này? Được rồi, tao thấy giúp các cậu. Hả? Sao mình ra ngoài không được? Alo, học sinh Yaki, giờ em đã bước vào khu vực hình phạt, cho nên không thể nào rời khỏi đó cho đến khi em tìm được lá bùa. Xin hãy lưu ý. Trời đất, lại còn như thế này nữa. Thôi rồi, các cậu ráng không cự nhé. Ta thôi cố gắng tìm lá bùa nhanh nhất có thể. Hả? Yaki, cậu ta đang bị phạt à? Gì ở đâu rồi? Ê, lá bùa đâu rồi ta? Phá tự nhiên lên mới được.
Alo, em hết xài bị cả ba series lấy học ma sói bị đọc bằng người và thời sang quán đêm. Thầy nhớ tham gia hội viên của mình nha. Chỉ có 30k thôi. Xin cảm ơn.